những thông tin nổi bật trong chương trình tối nay. Cập nhật số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chữa hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 phải thở máy. Bình Dương cho phép người đã tiêm vaccine sau 14 ngày được ra đường. Bình Phước, 3 thanh niên lãnh tổng mức án 32 năm tù vì tội cướp tài sản. Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Hậu Giang chặn COVID-19 trên các tuyến thủy lộ. Đồng Tháp, shipper áo xanh tự tay làm 200 lồng đèn ngôi sao tặng trẻ em. Kính chào quý vị đã đến với chương trình Chuyển động 25 giờ. Mở đầu chương trình chiều nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 12 giờ trưa nay. Tính đến trưa nay, Việt Nam có 576.096 ca mắc COVID-19, trong đó có 338.170 bệnh nhân đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có hơn 1.120 bệnh nhân phải thở máy và ECMO. Đến nay, có 9 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên và Vĩnh Phúc. Riêng tại Hà Nội, trong sáng nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính mới, trong đó 2 ca ghi nhận tại cộng đồng. Liên quan đến công tác tiêm chủng, theo thông tin mới nhất, Bộ Y tế vừa cho biết việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dự kiến triển khai vào cuối năm nay nếu vaccine được cung cấp đúng cam kết. Thưa quý vị, trong những ngày này, đội ngũ y tế của các trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn đang nỗ lực bất kể ngày đêm để chữa khỏi cho hơn 1.000 bệnh nhân đang phải thở máy. Thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang ghi nhận. Sau thời gian hoạt động, đội ngũ nhân viên y tế tại đây đã cứu sống hàng trăm trường hợp COVID-19 nặng, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Trong đó, có những phương pháp lần đầu áp dụng tại Việt Nam như tách đôi một máy ECMO cho hai bệnh nhân nguy kịch cùng sử dụng và điều lực lượng đến bệnh viện khác hỗ trợ đặt ECMO và chuyển bệnh nhân về điều trị. Đến nay, đã có 174 ca giảm độ nặng, 342 bệnh nhân được xuất viện. Trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 chuyển nặng tăng khiến bệnh viện liên tục nâng công suất từ 200 giường lên 350 giường rồi 500 giường để đáp ứng điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân vừa và nặng. Để nỗ lực kéo giảm số ca bệnh nặng, nguy kịch, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở thêm giường bệnh tại các trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID-19 ở tầng 3. Xuất phát từ tình hình thực tế, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng, khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể dùng vaccine khác để tiêm mũi 2, thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Một số nước trên thế giới cũng đã tiêm kết hợp vaccine. Việc sử dụng các vaccine cùng loại hoặc kết hợp giữa các loại có hiệu quả tốt, chưa ghi nhận tai biến nào xảy ra. Thành phố Hà Nội vừa huy động lực lượng y tế trên địa bàn, bao gồm các bệnh viện trung ương, bộ ngành, cơ sở y tế tham gia chiến dịch thần tốc, xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân. Công tác tiêm vaccine diện rộng đã được Hà Nội thực hiện ngay trong đêm. Thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Tại quận Hoàn Kiếm có 120.000 dân, trong đó số trên 18 tuổi có khoảng 89.000 người. Quận đã tập trung triển khai song song vừa lấy mẫu xét nghiệm, vừa triển khai tiêm chủng. Để thực hiện đợt cao điểm, quận đã tăng công suất và kéo dài thời gian tiêm chủng cả buổi tối cho người dân. Về công tác xét nghiệm diện rộng, quận đã lấy được mẫu của gần 40.000 hộ dân. Đối với vùng đỏ, cũng được lấy mẫu theo đúng quy định. Tại các ổ dịch trước đây thuộc phường Chương Dương, Phúc Tân, Đồng Xuân, được lấy mẫu 3 ngày một lần. Cũng theo thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi các sở ngành về việc khôi phục kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, tỉnh cho phép người dân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được ra đường. Tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được tham gia lưu thông. Tuy nhiên, người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua chốt kiểm soát. Những người chưa tiêm vaccine và người tiêm mũi 1 dưới 14 ngày không được ra đỏ. Huyện Châu Thành đã tổ chức hiến máu, thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
Ngày 9 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ Quyền Châu Thành kết hợp Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lợi tổ chức hiến 61 đơn vị máu cho Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Với lượng máu hiến tặng này, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Vĩnh Lợi, Quyền Châu Thành hy vọng sẽ góp thêm những giọt máu đào quý giá vào ngân hàng máu, mang lại sự sống cho người bệnh cần được truyền máu, đặc biệt rất cần trong mùa dịch COVID-19 này. Từ Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, mới đây Công an thành phố Đồng Xoài vừa liên tiếp phá 5 vụ án về vận chuyển chất cấm. Trong các ngày 13 tháng 8, 15 tháng 8, 22 tháng 8, 5 tháng 9 và 7 tháng 9, Công an thành phố Đồng Xoài đã phối hợp với công an các phường xã của thành phố liên tiếp phá 5 vụ án ma túy, bắt giữ 8 đối tượng. Cụ thể ngày 13 tháng 8 bắt giữ 2 đối tượng: Lê Thị Thanh Huyền, 35 tuổi, Hồ Giang Nam, 36 tuổi, trú huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngày 15 tháng 8, bắt giữ 2 đối tượng: Đỗ Hữu Toàn, 31 tuổi, trú xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài; Nguyễn Thị Cẩm Trí, 32 tuổi, quê An Giang. Ngày 22 tháng 8, bắt giữ đối tượng Phan Thị Thùy Linh, 22 tuổi, trú phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Ngày 5 tháng 9, bắt giữ 2 đối tượng Trịnh Quốc Sơn, 28 tuổi, trú xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài; BX Long, 21 tuổi, trú tỉnh Gia Lai. Ngày 7 tháng 9, bắt giữ đối tượng Phạm Phước Được, 25 tuổi, trú phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ các đối tượng Lê Thị Thanh Huyền, Hồ Giang Nam, Phan Thị Thùy Linh, Trịnh Quốc Sơn, Bế Ích Long, Phạm Phước Được để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng hai đối tượng Đỗ Hữu Toàn và Nguyễn Thị Cẩm Trí đã được chuyển lên công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tuyên phạt 3 đối tượng về tội cướp tài sản. Tổng mức án dành cho 3 đối tượng là 32 năm tù. Thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Trước đó, ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2020, Hổ cùng Nguyễn Văn Nam và 3 người khác nhậu chung với nhau. Trong lúc nhậu, Nam mở điện thoại của mình ra nói với Hổ và mọi người về việc mình có hơn 2 tỷ trong tài khoản ngân hàng, nên Hổ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này của Nam. Khoảng 21 giờ 30 phút, khi mọi người nghỉ nhậu ra về, thì Hổ giả vờ rủ Nam về phòng trọ của mình để nghỉ, thì Nam đồng ý. Khi về đến phòng trọ, Hổ nói Nam nghỉ lại. Sau đó Hổ đã rủ Văn Thành và Ngọc Thành đến phòng trọ của mình để cùng uy hiếp đe dọa Nam để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của Nam. Khi đến nơi, Hổ kêu Văn Thành bật nhạc lớn để bên ngoài không nghe được. Sau đó Hổ đã khống chế Nam, dùng dao dí vào trán, ngực, rồi liên tiếp dùng tay chân đánh khiến Nam bị thương, chảy máu ở trán và ngực. Hổ tiếp tục uy hiếp, bắt Nam phải chuyển số tiền hơn 2 tỷ trong tài khoản cho Hổ. Lợi dụng lúc Hổ sơ hở, Nam đã nhanh chóng xóa ứng dụng ngân hàng của mình, nên Hổ chưa chiếm đoạt được số tiền trên. Hổ sau đó tiếp tục khống chế Nam và chiếm đoạt chiếc đồng hồ Apple Watch, rồi cùng đồng phạm dùng dây trói tay và dùng bao gối trùm đầu của Nam, ép Nam lên xe taxi đến chỗ khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi chuẩn bị lên xe taxi, lợi dụng sơ hở, Nam đã vùng chạy thoát được, nên Hổ và đồng phạm chỉ chiếm được các tài sản trong túi xách của Nam có trị giá 10,5 triệu đồng, bỏ trốn sau đó. Đến ngày 29 tháng 10 năm 2020, Hổ đã bị Công an thành phố Đồng Xoài bắt giữ. Cùng ngày, Văn Thành và Ngọc Thành cũng đến Công an thành phố Đồng Xoài đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Thưa quý vị, Phú Quốc sẽ là nơi thí điểm hộ chiếu vaccine để đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Nếu thí điểm thành công, mô hình sẽ được mở rộng sang các địa điểm du lịch nổi tiếng khác như Hạ Long, Hội An, Nha Trang, v.v. Thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Chương trình nằm trong kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước, tạo điều kiện cho khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine đi du lịch. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết giai đoạn giúp dân hỗ trợ lương thực thực phẩm từ ngày 23 tháng 8 tới ngày 6 tháng 9, đã có 95% đơn hàng của người dân được các lực lượng chức năng giải quyết. Thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Tổng số hộ cần cấp túi an sinh là hơn 1.380.000 hộ, chiếm hơn 55% số dân toàn thành phố. Đến nay đã cấp được hơn 1.100.000 hộ, đạt tỷ lệ hơn 79%. Theo Sở Công Thương, dù số lượng đơn hàng đi hỗ trợ hộ đang giảm mạnh do người dân có nhiều kênh mua hàng thay thế, nhưng tình trạng quá tải đơn hàng vẫn còn. Tỷ lệ cấp túi an sinh còn chậm, có nơi chỉ đạt 20%.
Do đó, thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh kênh bán lẻ online, giao hàng qua shipper để hỗ trợ người dân. Cũng theo thông tin từ đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, nhằm giữ vững và mở rộng vùng xanh, tỉnh Hậu Giang lập 6 chốt phòng chống dịch COVID-19, triển khai nhiều phương án không cho dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh. Đầu tháng này, một tài công xà lan khi qua chốt kiểm soát đường thủy trên kênh sáng Xà No tại xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A được yêu cầu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh theo các tuyến đường thủy rất cao. Tuy nhiên, thời gian qua, các phương tiện chỉ cử tài công hoặc người đại diện vào chốt xuất trình các loại giấy tờ, còn số người thực tế trên phương tiện chưa được kiểm soát. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải siết chặt quản lý số người trên phương tiện khi vào tỉnh. Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 4 trên kênh sáng Xà No ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, mỗi ngày có hơn 40 phương tiện qua đây để vào tỉnh. 100% số người trên phương tiện phải có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ và có giấy đi đường chứng minh lộ trình thì mới được qua chốt. Những phương tiện không đủ các thủ tục theo quy định bị buộc quay đầu. Tổ trực vừa hỗ trợ người dân khai báo y tế đầy đủ, vừa tích hợp thông tin qua ứng dụng khai báo y tế trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ vậy, số người trên phương tiện từ khi vào đến khi về bến đều được kiểm tra đối chiếu. Nếu phát hiện có chênh lệch số người sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Cũng chỉ đạo anh em nếu trường hợp các phương tiện có dấu hiệu nghi ngờ thì có thể là chúng ta trước mắt chúng ta làm việc là đối với là thuyền trưởng hoặc những thành viên trong là thuyền hoặc là tàu, rồi sau đó nếu cần thiết thì chúng ta có thể xin ý kiến để kiểm tra phương tiện. Nói chung là trong quá trình thực hiện thì nói chung là mình làm công tác tuyên truyền. Thứ hai là cố gắng vận động bà con thực hiện cho đúng. Hơn một tháng nay thì nói chung là ý thức của người dân nói chung là khi qua chốt thì nó rất tốt. Khi đường bộ được siết chặt quản lý thì đường thủy là mối nguy hiện hữu. Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt đường thủy đang nỗ lực kiểm soát các phương tiện vào tỉnh bằng nhiều biện pháp, bảo vệ nghiêm ngặt dòng ngoài để Hậu Giang tiến tới liên vùng xanh. Góp phần chăm lo cho các trẻ em đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công tác Xã hội và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình Trung thu cho em năm 2021 với hàng ngàn phần quà gửi đến các em thiếu nhi, theo thông tin từ đài phát thanh truyền hình Bình Phước. Ngày khởi động chương trình, 500 phần quà trung thu được trao tận nơi cho con em công nhân đang sống tại các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Các gia đình công nhân vốn gặp nhiều khó khăn trong hơn 3 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội khi mất việc làm, không thể về quê, gánh nặng đủ loại chi phí sinh hoạt. Nay con em nhận được phần quà bánh, lồng đèn, dù không nhiều, cũng giúp các em và gia đình ấm lòng hơn với trung thu giữa mùa dịch. Từ lúc giãn cách tới giờ cũng tuân thủ theo chỉ thị 16, ở nhà không có đi đâu, trung thu thì con có gì chơi đó chứ không có khả năng được cái món quà riêng gì. Nhờ ở trên của đoàn giác tháng có thông báo, thấy cũng vui mừng cho mấy đứa con. Từ nay đến Tết Trung Thu, chương trình sẽ tiếp tục đến trao trực tiếp 5.000 phần quà cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ em có cha mẹ là F0, trẻ bị mất cha, mẹ do dịch bệnh và trẻ đang tạm xa cha mẹ do dịch. Chúng ta đang chống dịch như chống giặc thì là mỗi người dân là một chiến sĩ, thì các em cũng chính là những cái dũng sĩ nhí. Thì chương trình mong muốn rằng là mang đến cho những cái dũng sĩ nhí của mình là chăm sóc thêm cho các em để các em bớt cái tổn thương về mặt tâm lý và các em có được cái mùa trung thu. Tết Trung Thu, Tết đoàn viên, Tết của trẻ em mọi nhà, mọi miền. Do dịch bệnh, hàng ngàn trẻ em không thể đón Trung Thu 2021 đủ đầy như mọi năm. Những phần quà trung thu kịp thời gửi trao vừa giúp hỗ trợ, giải tỏa tâm lý cho các em và gia đình, vừa giúp nâng cao đời sống tinh thần để các gia đình cùng yên tâm chống dịch. Thưa quý vị, liên tiếp những ngày gần đây, nhiều chiến dịch hỗ trợ tâm dịch Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức với sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, theo thông tin từ đài phát thanh truyền hình Bình Phước. Những ngày gần đây, chị Thị Calet, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước An, đã phát động chương trình gói bánh Tết gửi tặng người khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh đến với tất cả các cơ sở hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn xã.
Sau 3 ngày triển khai phát động, sự đồng lòng từ chị em không phải chỉ là hội viên, mà những người không phải là hội viên cũng tham gia cùng những chi hội ở ấp Sóc. Người góp nếp, người góp thịt, người thì cho lá gói bánh, hay chỉ đơn giản là góp sức cùng gói bánh. Các chị em đã gửi tất cả tâm tình, tình yêu thương vào trong 270 đòn bánh Tết để chuyển về với những người khó khăn đang cần hỗ trợ ngay lúc này. Các cô, các chị thì cũng rất phấn khởi. Nói chung là làm thì nhiệt tình lắm, còn vui vẻ nữa. Rồi nguồn kinh phí hội phụ nữ hỗ trợ thêm. Với anh Giang Thành Được, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước An, những ngày qua cũng chạy đôn chạy đáo hết ấp Sóc này đến các nhà hảo tâm khác. Ở đâu có người mong muốn góp hàng gửi đến thành phố Hồ Chí Minh là anh lại chạy đến hướng dẫn và làm thủ tục để thu gom hàng hóa, tập trung lại cho những chuyến xe yêu thương kịp lên đường. Và chỉ trong 5 ngày, xã đã tiếp nhận được trên 2,8 tấn rau củ quả các loại, 750 kg gạo và hơn 4,5 triệu tiền mặt, 250 đòn bánh Tết từ những cô, những chị gửi tặng và các nhu yếu phẩm cần thiết khác như mì tôm, nước mắm, nước tương, dầu ăn. Thực hiện cái lời kêu gọi này thì Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nam huyện đã tiến hành kêu gọi qua 2 đợt phát động. Thì qua cái đợt phát động này thì đã tạo lên một khí thế rất phấn khởi, nhân dân rất đồng tình và chia sẻ từ các hội đoàn thể, từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là từng hộ gia đình ở ấp Sóc, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, họ rất đồng tình hỗ trợ. Ví dụ như từng cái trứng gà, từng quả bí, quả bầu, rồi đồng bào dân tộc đã làm những đòn bánh tét để cùng hỗ trợ. Mặc dù cái hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid, nhưng bà con rất đồng tình để cùng thực hiện cái chủ trương đóng góp những cái phần sẵn có của gia đình, từ gói mì, từ bịch muối để gửi đến bà con đang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Mọi chuyện sẽ dần được thu xếp và thành phố Hồ Chí Minh sẽ mau khỏe lại. Với tinh thần tương thân tương ái, hoạt động này một lần nữa lan tỏa sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thể hiện sự đồng lòng chia sẻ của người dân Hớn Quản nói riêng và Bình Phước nói chung, cùng tiếp sức để người dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Shipper Xanh là đội tình nguyện ở các nơi đang xây dựng vùng xanh. Đội tình nguyện này nhận nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong việc đi chờ hộ và vận chuyển hàng hóa. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên, nhưng thời gian rảnh, các anh shipper áo xanh còn tranh thủ làm những chiếc lồng đèn hình ngôi sao để gửi tặng các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu đang đến. Theo thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Tại huyện biên giới Hồng Ngự, đoàn viên thanh niên xã Long Thuận đã tự tay chặt từng cây tre, sau đó phân chia lực lượng đảm nhận từng công đoạn từ chuốt, đan và kết thành ngôi sao để tạo ra 200 cái lồng đèn hình ngôi sao truyền thống để gửi tặng các em khu vực biên giới dịp Tết Trung Thu. Trung Thu năm nay thì rất đặc biệt đối với chúng tôi cũng như là các em. Tại những Trung Thu trước thì chúng tôi thường tập hợp các em lại, tạo một sân chơi lớn như là ở các nhà văn hóa hoặc là tập trung lại ở các trường học để các em có thể có sân chơi cho riêng mình cho Tết Trung Thu. Nhưng mà hiện tại thì do ảnh hưởng tình hình của dịch bệnh Covid-19 nên ban chấp hành đoàn chúng tôi đã thống nhất là sẽ tổ chức làm 200 cái lồng đèn Trung Thu để trực tiếp gửi đến các em, và đoàn chúng tôi sẽ phối hợp với đội hình của shipper áo xanh để cũng có thể mang đến những phần quà này đến trực tiếp đến gia đình cho các em. Chúng tôi thì mục đích này thì chúng tôi là cũng nhằm hạn chế là tập hợp đông người, cũng mong các em ở có một năm Trung Thu tuy nó có đặc biệt nhưng cũng chia sẻ phần nào đến với các em có niềm vui trong ngày lễ này. Cũng mong là nhân dịp Trung Thu này cũng tôi muốn gửi đến gia đình và các em là một mùa Trung Thu sức khỏe và cố gắng chung tay cùng với chính quyền vượt qua đại dịch. Tất cả lồng đèn sẽ được lực lượng shipper vận chuyển đến từng nhà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tận tay các em cùng với bánh Trung Thu nhằm phần nào mang đến không khí vui tươi ấm cúng cho các em trong ngày Tết thiếu nhi.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động 25 giờ, chuyển nóng từ các địa phương tối nay. Chương trình được hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan và siêu ứng dụng NetLove. Khánh Uyên xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.